cũng có một người yêu. Nàng đẹp, đẹp lắm, và nàng yêu tôi nhiều, nhiều lắm. Nhưng định mà trái ngang trò đời dấu bề, đã làm cho tôi và nàng mãi mãi xa nhau. Ông ơi, chuyện của ông nghe buồn thảm quá, tôi biết phải làm gì. Trong
những ngày hành khất mọi nơi. Tôi có gặp gã ăn mày mang tên Âu Thiên Dù, hắn có dạy cho tôi bài ca tông biệt để tìm đưa một người yêu. Xin tiểu thơ hãy nán lại phút giây để đóng tròn vai trò, để nghe tôi hát lại bài ca tông biệt. Trời ơi, những âm thanh quen thuộc như đưa tôi ngược dòng thời gian trở về dùng kỷ niệm. Bài hát ngày xưa còn vang vọng đến bây giờ. Được những lời này chắc cũng ngậm cười nói chết xuôi. Yes.